Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3281 mộ cung hành thế nhưng đã đạt tới cảnh giới thần quân. Biến cố đến quá nhanh, chờ đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy A Bảo đã cắn cụt một cánh tay của ngô hộ, còn một chân trước đang đè ở trên người ông ta. Ngô hộ thật sự giống như một con chó chết, quỳ dạp trên mặt đất không thể động đậy, làm gì còn có dáng vẻ cao cao tại thượng như lúc vừa mới xuất hiện. Toàn trường rơi vào im lặng, chỉ có tiếng kêu rên đau đớn của ngô hộ cùng với âm thanh nhai xương của A Bảo. Buông ông nội của tôi ra. Ngô tiềm thấy thế thì không màng kinh sợ, nhào tới chỗ A Bảo. Quảng. Wow. A Bảo kêu một tiếng, lộ ra uy nghiêm của hung thú khiến cả người ngô tiềm cứng đờ, không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Hung thú cảnh giới thần quân, phá cửu tiêu và giang ngư bạch đồng thời hô lên thất thanh. Toàn trường kinh hãi nhìn về phía thú nhỏ A Bảo sắc mặt mộ vân khung và đám người nhà họ mộ tái nhợt đi vài phần một con yêu thú cảnh giới thần quân còn mạnh hơn tu giả cùng cấp bậc đồng thời cũng nguy hiểm hơn tu giả rất nhiều giang ngư bạch nhìn về phía đường tuấn vẻ mặt nghiêm trọng nói một con hung thú cảnh giới thần quân hóa ra là cậy vào thứ này sao khó trách anh lại ngông cuồng như vậy phá cửu tiêu cười lạnh lùng nói có điều đáng tiếc thật nơi này là thế giới cổ linh không phải là nơi anh có thể làm loạn con hung thú của anh có thể đánh ngô hộ bị thương, nhưng đợi khi thầy của tôi tới, tôi sẽ chống mắt xem các người còn có thể ẩm ý được nữa hay không. Lời của phá cửu tiêu làm mọi người đỡ kinh sợ đi vài phần. Ngô hộ cùng lắm chỉ là một thần quân có thực lực yếu nhất, mà thầy của phá cửu tiêu Thái Thiên Chính là thống lĩnh đội hắc hổ, thực lực mạnh hơn ngô hộ rất nhiều, hai người vốn dĩ không thể đặt chung một chỗ. Hai tên nhãi, nếu còn lắm miệng, tao sẽ ăn chúng mày trước. A Bảo ghét bỏ ném cánh tay bị đứt của Ngô Hộ sang một bên, ánh mắt hung ác nhìn trầm trầm hai người phá cửu tiêu và Giang Ngư Bạch. Lời nói tràn ngập sát khí làm trái tim hai người phá cửu tiêu và Giang Ngư Bạch run rẩy. Rõ ràng A Bảo cũng không phải đang nói giỡn. Phá cửu tiêu thầm nghĩ, hừ, trước tiên cứ nhẫn nhịn một lát, chờ đến lúc thầy tới sẽ thu thập nó sau. Không thể không nói, việc lần này A Bảo lên sân khiến mọi người kinh sợ đã tạo ra hiệu quả không tưởng được người nhà họ mộ cũng không dám bất lịch sự như trước nữa. Mộ Vân Khung đang suy đoán thân phận của Đường Tuấn, có thể để một con hung thú cảnh giới thần quân bảo vệ, chắc chắn thân thiện của anh không hề đơn giản. Có điều, mặc cho ông ta nghĩ nát óc nhưng vẫn không nghĩ ra được. Giờ phút này, ở trong nhà họ mộ, đại trưởng lão nhà họ mộ mộ cung hành đang đứng ở trên một tòa gác mái, nhìn mọi chuyện xảy ra trong quảng trường cách đó vài trăm mét phía xa hai con mắt phần đục của ông ta lúc này lại phát ra ánh sáng lập lòe, có thể nhìn thấy rõ ràng bất kỳ chuyện gì ở trong quảng trường. Khi nhìn thấy A Bảo cắn nước cánh tay trái ngô hộ, trên người mộ cung hành lập tức bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, làm cả tòa gác mái chấn động, lung lay giống như sắp đổ xuống. Khí tức này không hề yếu kém hơn ngô hộ. Audio điện tử võ tấn bền Trường 3282 thật sự quá đáng sợ sau ngô hộ, một vài vị thần quân khác cũng đến. Giống với ngô tiềm, bọn họ đều là những trưởng bối trong nhà mà các thanh niên tuấn tài mời đến để ủng hộ cho phá cửu tiêu và giang ngư bạch. Những thần quân đó lúc đến đều mang dáng vẻ khí chất bất phàm, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ngô hộ thì tức khắc cục đuôi làm người, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, bảo vệ cho con cháu nhà mình, chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Học trò ngoan, thầy đã tới. Sau khi đợi khoảng nửa giờ đồng hồ, một tiếng cười sang sảng từ trên trời cao truyền xuống. Mộ cung hành đang đứng trong tòa gác mái, vẻ mặt nghiêm trọng, nói thái thiên tới. Ở bầu trời phía trên quảng trường, một người đàn ông trung niên dáng dấp cao tới gần 3 mét, trên lưng đeo một cây đao lớn đang đạp không khí đi đến. Trên mặt phá cửu tiêu lộ ra vui mừng, vội vàng bay lên, chào hỏi với người đàn ông trung niên, thầy đã tới. Thái thiên cười ha ha, nói, học trò ngoan, khách khí làm gì nói đi lần này gọi thầy tới là vì chuyện gì là tên nhãi nào bắt nạt con sao mọi người nghe đến đó thì đều mặc niệm thay cho đường tuấn ai mà không biết thái thiên là người thích bao che khuyết điểm cho người của mình phá cửu tiêu kể lại mọi chuyện một cách khái quát cũng không thêm mắm thêm muối gì thái thiên sau khi nghe xong thì không khỏi nhìn về phía đường tuấn và a bảo ánh mắt sáng quắc nói hay cho một con yêu thú thần quân cửu tiêu thầy sẽ thu phục nó làm tỏa kỵ cho con. Ha ha ha. Con cảm ơn thầy, ánh mắt phá cửu tiêu khiêu khích nhìn về phía đường Tuấn. Thái thiên lấy cây đao lớn ở trên lưng lấy xuống, cầm trên tay, nói với đường Tuấn, nhóc con, cậu còn ngung cuồng hơn cả ông đây thời còn trẻ tuổi. Có điều, không biết cậu có bản lĩnh gì để ngung cuồng hay không? Câu nói vừa dứt, một đường đao sáng trói từ trên cao bổ xuống, dường như muốn xé rách cả đất trời. A bảo gầm nhẹ một tiếng, không tiếp tục trấn áp mô hộ mà nhảy lên, đón lấy một đao này. Sau một hồi ánh sáng chói mắt, A bảo từ không trung rơi xuống dưới, trên lưng nó có một vết thương dữ tợn, máu tươi chảy ròng ròng. Thái thiên cười ngung cuồng, nói thực lực cũng không tệ, vậy nhưng lại có thể chặn được một đao này, có đủ tư cách để làm tỏa kỵ cho học trò của ta. Có điều, mày có thể tiếp được một đao nữa hay không đây? Liệt bìa thập kích, đây chính là chiêu thức mà phá cầu tiêu đã thi triển trước đó, có thể bộc phát ra thực lực gấp 10 lần, nhưng từ trong tay Thái Thiên thi triển ra thì hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cây đao phát ra ánh sáng rực rỡ khắp trời, làm lu mở cả Thái Dương. Giờ khắc này, người nhà họ mộ, ông cháu nhà họ ngô và những người đang vây xem khác đều ngẩng đầu lên nhìn ánh đao ngập trời, ánh mắt vô cùng hoảng hốt. Đây là thực lực của thống lĩnh đội hắc hổ sao, thật sự quá đáng sợ vẻ mặt thú nhỏ A bảo không cam lòng, thấp giọng nói, thực lực của tôi mà khôi phục lại thì sẽ cắn chết ông. Nói là như vậy, nhưng xem tình hình trước mắt, A bảo hiển nhiên không phải là đối thủ của Thái Thiên. Nếu miễn cưỡng đi tiếp một chiêu này, nó rất có thể sẽ bị thương nặng. Đường Tuấn đang định chuẩn bị ra tay, Thái Thiên E là sắp đạt đến cảnh giới thần quân hậu kỳ, thực lực sẽ không hơn kém là bao so với Tùng Tán. Nhưng đúng vào lúc này, một dao động kỳ lạ bỗng nhiên phát ra từ bên cạnh người Thái Thiên, bầu trời vốn tràn ngập ánh đao lại xuất hiện một hỗn loạn rất nhỏ. Thái Thiên đang ở trên cao cũng cảm nhận được sự biến hóa nhỏ này, nhưng ông ta còn không kịp nghĩ nhiều thì một âm thanh uy nghiêm vang lên trong sân, thống lĩnh Thái Thiên còn không ngừng tay lại. Chương 3283 đủ rồi, Ngư Bạch. Vô số tinh quang rực rỡ từ trên cao rơi xuống, mạnh mẽ xé rách ánh đao ngập trời. Trời đất yên bình trở lại trong không trung xuất hiện thêm một bóng người người kia mặc một chiếc áo khoác dài màu đen trên áo vẽ một bầu trời đầy sao thầy giang ngư bạch hô lên người xuất hiện này chính là tề tinh trong tòa gác mái nhà họ mộ vẻ mặt mộ cung hành nghiêm trọng thở dài ảm đạm nói không nghĩ tới tề tinh lại yêu quý giang ngư bạch như vậy có thể thật sự vì cậu ta mà đến đây chẳng lẽ mộ thanh thật sự phải trở thành hầu gái bưng trà rót nước cho cậu ta sao nói xong bóng dáng mộ cung hành trong tầng gác biến mất sau đó xuất hiện ở trên quảng trường mộ cung hành gặp qua bác sĩ tề tinh ngô hộ gặp qua bác sĩ tề tinh mấy thần quân mộ cung hành ngô hộ đồng thời chào hỏi tề tinh được rồi tề tinh xua xua tay giang ngư bạch không che giấu nổi vui mừng trên mặt đi đến trước mặt tề tinh nói gặp qua thầy giữa đôi mày của anh ta lộ ra vẻ tự hào ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn vừa giống như đang khoe khoang, lại giống như đang khiêu khích. Tôi có thể mời đến một vị thần y sư, anh có thể đấu lại được sao? Tề tinh thấy thế thì không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Mộ vân khung và đám người nhà họ mộ càng nơm nấp lo sợ. Vốn dĩ còn cho rằng tề tinh cùng lắm sẽ chỉ dùng ảo ảnh đến đây, không nghĩ tới ông ta lại dùng chân thân xuất hiện. Bọn họ không kìm được mà nhìn về phía Giang Ngư Bạch, xem ra, sự yêu mến của Tề Tinh dành cho vị học trò này đã vượt khỏi tầm tưởng tượng của bọn họ. Mộ Vân Khung nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt châm chọc. Thế này thì cậu đối phó kiểu gì đây? Giang Ngư Bạch lớn tiếng nói, "Mộ Thanh, xem ra cô nhất định phải trở thành hầu gái của tôi rồi." Mộ Vân Khung và đám người nhà họ Mộ nịnh nọt chúc mừng, chỉ có Mộ Cung Hành đứng im lặng ở một bên. Gương mặt xinh đẹp của Mộ Thanh đẹp trở nên tái nhợt. Tề Tinh đã tự mình đến cửa chẳng lẽ vận mệnh của cô chính là như vậy sao thống lĩnh thái thiên trầm giọng nói bác sĩ tề tinh cần tôi ra tay bắt giữ cậu ta không tề tinh lắc lắc đầu đi tới chỗ đường tuấn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ông ta nói với đường tuấn gặp qua bác sĩ đường đường tuấn chào lại toàn trường rơi vào yên lặng tề tinh là đang chào hỏi với đường tuấn như chào hỏi với những người thuộc cùng cấp bậc sao trong nháy mắt Vẻ ngoài của Đường Tuấn thay đổi, biến trở về dáng vẻ ban đầu. Là anh ta. Giang Ngư Bạch ngay lập tức đã nhận ra Đường Tuấn, ánh mắt trở nên sáng quắc. Anh ta không quan tâm đến Tề Tinh đang ở bên cạnh, trầm giọng nói, "Đường Tuấn, tôi muốn thách đấu với anh." Sau khi Giang Ngư Bạch hô lên cái tên Đường Tuấn, người nhà họ Mộ cũng nhìn về phía Đường Tuấn bằng ánh mắt tràn ngập địch ý. Mộ Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt lúc đường tuấn tiến vào vực thương lãng, cô ấy đã có quyết định. Nhưng cô ấy rất lo sợ sau khi người nhà họ mộ biết được thân phận của đường tuấn thì sẽ dùng thái độ như thế nào đối xử với anh. Ngay cả vẻ mặt của mộ cung hành cũng có chút không tốt. mươi 3284 nhà họ mộ có thần y sư. Đường Tuấn, anh sợ rồi sao? Đến cả người con gái của mình cũng không dám tranh giành. Giang Ngư Bạch nói càng lúc càng quá đáng lúc tề tinh đang chuẩn bị lên tiếng ngăn cản thì mộ thanh bỗng nhiên đứng ra lạnh lùng nói tôi đấu với anh cô giang ngư bạch khinh thường liếc qua mộ thanh nói cô chỉ xứng làm hầu gái cho tôi lấy đâu ra tư cách làm đối thủ của tôi lui ra đi đừng tự rước lấy nhục mấy người mộ vân khung cũng khuyên nhủ mộ thanh đừng làm loạn sắc mặt mộ thanh trở nên lạnh lùng nói giang ngư bạch anh thật sự cho rằng bản thân anh rất mạnh đấy à theo tôi thấy chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi nét mặt giang ngư bạch đông cứng lại nói được lắm vừa dứt lời anh ta hướng tay lên trời rõ ràng là ban ngày nhưng trên bầu trời lại xuất hiện vô số tinh quang đang rơi xuống hội tụ ở trong tay giang ngư bạch anh ta dùng tinh quang đánh vào bên trong cơ thể mộ vân khung khiếu huyệt của mộ vân khung tức khắc mở rộng ra đến lỗ chân lông cũng dâng lên một tầng ánh sáng khiến người ta có ảo giác lâng lâng lên mây giữa ban ngày giờ khắc này công lực của mộ vân khung tăng lên mạnh mẽ giang ngư bạch lấy tinh quang làm vật dẫn không chỉ chữa trị hết những vết thương ẩn trong cơ thể mộ vân khung mà còn giúp ông ta tăng thêm công lực mộ vân khung liên tục nói cảm ơn cảm động đến rơi nước mắt đến lượt cô giang ngư bạch lạnh lùng nhìn về phía mộ thanh mộ vân khung đã nhận được lợi ích lớn nói mộ thanh cô đừng có mà không biết điều làm hầu gái của bác sĩ Giang là vinh hạnh lớn lao của cô. Muốn làm thì tự ông đi làm, sắc mặt mộ thanh lạnh lùng. Đối với vị nhị trưởng lão của nhà họ mộ này, cô ấy đã không còn sự tôn kính nào. Mộ vân khung ngẩn ra, bị mộ thanh gian dậy như vậy khiến ông ta thấy vô cùng khó chịu. Đại trưởng lão, lúc ông vượt qua lôi kiếp, đột phá cảnh giới thần quân đã để lại vết thương không nhỏ ở trong cơ thể, e là sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này bây giờ tôi sẽ chữa trị vết thương cho ông. Mộ thanh khua tay, ngón tay ngọc ngà thon dài biến thành ảo ảnh, đập vào trên người mộ cung hành. Một lực sấm sét cùng khí tức của kiếp nạn thoát ra khỏi cơ thể mộ cung hành. Thân hình già nua của mộ cung hành giống như được thay ra đổi thịt, trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Giang ngư bạch ngây người nhìn cảnh tượng khó tin này. Lúc mộ thanh dừng tay lại, anh ta vẫn còn đang thất thần, không ngừng lẩm bẩm, không có khả năng. Cô làm sao có thể? mộ thanh lạnh lùng nhìn giang ngư bạch khinh thường nói giang ngư bạch bây giờ anh còn dám nói muốn thu nhận tôi làm hầu gái nữa không anh có đủ tư cách sao mộ cung hành lúc này đã biến thành một người trung niên giọng nói run run mộ thanh cô tề tinh thở dài nói chúc mừng nhà họ mộ xuất hiện một vị thần y sư lời vừa dứt sắc mặt người nhà họ mộ lập tức thay đổi kịch liệt nhìn về phía mộ thanh bằng ánh mắt phức tạp Mộ Thanh đã trở thành thần y sư. Nhà họ mộ có thần y sư. Nhà họ mộ có hai vị thần quân. Cảm xúc kích động, kìm nén đã lâu dường như bùng nổ tại thời khắc này. Có rất nhiều người nhà họ mộ đều rơi lệ đầy mặt, dùng ánh mắt vui mừng, tự hào nhìn mộ thanh. Giang Ngư Bạch nói bản thân anh ta có thể trở thành thần y sư trong vòng 10 năm, nhưng dù sao đấy cũng là một ẩn số không biết trước, mà hiện tại mộ thanh đã trở thành một thần y sư rồi. Chương 3285 thi đấu kết thúc. Câu nói của Mộ Thanh khiến toàn trường đều chấn động. Ngân Hà Trung Ương được biết mới có 5 vị thần y sư. Mỗi một người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi sao, không biết bao nhiêu người cầu tới cửa. Sao chú thích, thần long thấy đầu không thấy đuôi câu nói chỉ những người tài giỏi nhưng hành tung bí ẩn. Vậy mà lúc trước Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch lại muốn một vị thần y sư làm hầu gái bưng trà rót nước. Đừng nói là hai người bọn họ, cho dù là cường giả cấp bậc như Cổ Linh Vương và Tề Tinh cũng không có đủ tư cách. Loại chuyện này nếu truyền đi, hai người Phá Cửu Tiêu và Giang Ngư Bạch sẽ bị vô số người xem thành trò cười. Sắc mặt Thái Thiên lúc xanh lúc trắng, tát vào mặt Phá Cửu Tiêu một cái, nói: "Đi xin lỗi thần Y Mộ." Phá Cửu Tiêu không còn mang dáng vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt đưa đám, trịnh trọng xin lỗi Mộ Thanh, bác sĩ Mộ: "Lúc trước là tôi không đúng, xin lỗi ngài." thần y sư không chỉ là người có trình độ y đạo độc đáo mà còn là một vị thần quân. Ngư bạch, tề tinh cũng khẽ quát. Vẻ mặt giang ngư bạch cứng đờ, người xấu hổ nhất trong sân bây giờ chắc chắn là anh ta. Nhưng đối mặt với một vị thần y sư, giang ngư bạch cho dù có không cam lòng thì cũng chỉ đành nuốt ấm ức vào bụng, cắn giang nói, bác sĩ mộ, xin lỗi. Sắc mặt mộ thanh lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, chậm rãi nhìn về phía mộ vân khung, mộ hàn thu và đám người nhà họ mộ hờ hững nói nhị trưởng lão thật ra tôi một mực không tiết lộ tu vi thật sự của bản thân là muốn nhìn xem lòng thành của các ông ra sao chỉ là các ông làm tôi quá thất vọng mộ thanh chuyện này là chúng tôi đã sai mong cô tha thứ chúng tôi mộ vân khung vội vàng nói chỉ cần cô trở về nhà họ mộ cô muốn chúng tôi làm gì cũng được mộ cung hành đã là thần quân hơn nữa giờ lại có một vị thần y sư là mộ thanh Danh tiếng của nhà họ Mộ xem như đã đạt tới đỉnh cao. Nhìn đi nhìn lại cả thế giới cổ linh thì đây chính là vòng tròn cao tầng, căn bản không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào. Đến lúc ấy, người nhà họ Mộ cũng có chung vinh dự đó, đây là điều mà không ai có thể nghĩ tới. Giờ phút này, Mộ Vân khung, Mộ Hàn Thu và đám người nhà họ Mộ hối hận đến xanh ruột. Sớm biết Mộ Thanh là thần y sư, người nhà họ Mộ làm sao có thể để cô ấy trở thành hầu gái của Giang Ngư Bạch? chỉ sợ đã sớm cung phụng cô ấy như tổ tông rồi. Mộ thanh cười lạnh lùng không thôi. Đường Tuấn nắm lấy tay mộ thanh, nói thi đấu kết thúc. Giang ngư bạch cho rằng đường Tuấn muốn mượn dịp này chào phúng mình, sắc mặt anh ta đanh lại, lạnh lùng nói, đường Tuấn, anh đừng có mà đắc ý. Tôi thua bác sĩ mộ chứ không phải thua anh, có bản lĩnh thì đấu với tôi một trận. Tề tinh thật sự không nghe nổi nữa, quát tên khốn này, còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Bác sĩ đường không lâu trước đó đã thăng chức thần y sư, y thuật thần kỳ đến tôi cũng phải lép vế. Cậu có tư cách gì mà thách đấu? Những lời này khiến Giang Ngư Bạch như bị sét đánh, thân thể lại cứng đờ một lần nữa. Đã kích anh ta phải chịu hôm nay thật sự quá nhiều. Anh ta có cảm giác chính mình thật sự thành trò hề, người khác đều nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái. Liên tục thách đấu hai người, kết quả hai người đều là thần y sư. Rất nhiều người đều cảm thấy đồng tình với Giang Ngư Bạch. E là giờ phút này anh ta đang muốn hoài nghi nhân sinh. Bác sĩ Đường muốn kết duyên với bác sĩ Mộ Thanh, sao lại không cho báo cho tôi một tiếng? Đúng lúc này, lại một giọng nói lớn vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên có thân hình cường tráng đi ra từ trong hư không. Cùng với đó, một cô áp lực đáng sợ không cách nào tưởng tượng nổi ập đến. Chương 3286 Tô Không Du là ai? Nhìn thấy người này, trái tim mọi người đều không nhịn được mà run rẩy. Sau đó rất nhiều người đều quỳ xuống, cung kính nói, gặp qua cổ linh vương. Chủ nhân của thế giới cổ linh cổ linh vương lại dùng chân thân đến chúc mừng Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu với cổ linh vương, lúc này mới nói với mấy người mộ vân khung, hiện tại đã được chưa? Mộ vân khung nào còn dám nói thêm gì, mồ hôi lạnh từ chán không ngừng lăn xuống dưới, liên tục gật đầu, nói, được rồi, được rồi. Đến Cổ Linh Vương cũng đã tới, còn ai dám nói thêm gì? Cổ Linh Vương nói, Mộ Cung Hành, vực thương lãng bị trái đất hủy diệt, nhà họ Mộ của các ông cũng phải chịu thiệt hại nặng nề vì việc này. Nhưng những việc đó đều qua mấy vạn năm, người của thế hệ ấy cũng đã sớm trở về với cát bụi, không cần thiết cứ phải tiếp tục kéo dài thù hận làm gì. Mộ Cung Hành nhìn Đường Tuấn rồi lại nhìn Mộ Thanh, cuối cùng thở dài, nói Cổ Linh Vương nói đúng. Là nhà họ Mộ đã quá cố chấp. Ông ta nói với mộ thanh, mộ thanh, chuyện của hai người, nhà họ mộ sẽ không can thiệp nữa. Mặc dù mộ thanh đã là thần y sư, nhưng bây giờ nghe được câu nói này vẫn vui mừng đến mức không nhịn được mà khóc lên, ôm chặt lấy đường tuấn. Mộ vân khung, về hành động của các ông, tôi tuyên bố sẽ tước đoạt quyền lợi trưởng lão của các ông. Mộ cung hành nói thêm. Đây xem như là cho mộ thanh một công đạo, dù sao cô ấy cũng là một vị thần y sư, nhà họ mộ không thể thật sự từ bỏ mối quan hệ này được. Sự xuất hiện của cổ Linh Vương đã kết thúc đại hội kén rể. Mấy người mua tiềm, phá cửu tiêu và giang ngư bạch có thể nói là mất hết thể diện, mời tới nhiều người như vậy, thế nhưng kết quả lại chẳng có chút tác dụng nào. Đường Tuấn và Mộ Thanh cũng không lập tức làm hôn lễ, anh định chuẩn bị mang Mộ Thanh quay về trái đất rồi mới làm. Rốt cuộc ở trái đất cũng còn một vài người đang đợi anh, đều yêu cầu một kết quả. Hơn nữa tình huống trước mắt cũng không cho phép. Bên hồ nhà họ Mộ, Đường Tuấn, Cổ Linh Vương và Tề Tinh đều đang ngồi ở đó. Mộ Thanh còn đang vội vàng xử lý chuyện của nhà họ Mộ nên không mặt. "Bác sĩ Đường, lần này tôi tới vực thương lãng ngoài việc chúc mừng cậu thì còn có một việc khác muốn nhờ vả." Sau khi uống một ngụm trà, nét mặt của Cổ Linh Vương trở nên nghiêm túc. Đường Tuấn Đáp, chuyện gì? Cổ Linh Vương thở dài, nói tôi muốn mời bác sĩ Đường làm bác sĩ chỉ đạo cho một đội quân. Tề Tinh nghe đến đó, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, nói, đại ca, sẽ không phải là quân diệt ma đấy chứ? Cổ Linh Vương gật đầu, nói cách đây không lâu, chiến trường kỷ Nguyên đã xảy ra một hồi tranh chấp, bác sĩ Tô không du đi theo lúc đó đã chết trận. Chương 3287 tôi cũng không có cách nào bảo đảm được năm đại thần y của Ngân Hà Trung ương bao gồm Vạn Hành Vân, Cổ Thiên Thanh, Tề Tinh, Viên Lâu Lan và Vi Vô Tình. Tề Tinh thở dài, tuy rằng lưu truyền trong Ngân Hà Trung ương chỉ có 5 vị thần y sư, nhưng thực ra không chỉ ngừng lại ở con số này. Tô Không Du là thần y sư đứng đầu, nhưng bởi do thân phận nên vẫn luôn không công khai. Lúc tôi mới trở thành thần y sư, anh ấy đã từng hướng dẫn tôi. Cổ Linh Vương nói, bác sĩ Tô chết trận thật sự rất đáng tiếc, nhưng điều quan trọng nhất trước mắt chính là gây dựng lại quân diệt ma nghe nói lần này tuyển chọn không ít người vào quân diệt ma thậm chí còn có rất nhiều người có thể chất đặc thù hiện giờ đang cần gấp một vị thần y sư đến đó để hướng dẫn y thuật cho nên tôi đã đề cử bác sĩ đường quân diệt ma là thứ gì đường nhiêu hỏi cổ linh vương giải thích quân diệt ma chính là một đội quân chiến đấu chuyên dụng đi theo một nhóm thần quân của kỷ nguyên do các tôn giả thành lập nên có lẽ cậu đã nghe nói qua hai tổ chức thần đình và diệt thần. Hai tổ chức này đều được dùng để bồi dưỡng nhân tài cho quân diệt ma. Ông ta dừng một chút rồi nói, bác sĩ đường, tôi cảm thấy trước mắt chỉ có cậu mới có thể đảm nhiệm vị trí bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Đường Nhiêu im lặng một lát rồi nói, tôi đến từ trái đất, chỉ sợ việc này sẽ dẫn đến tranh luận không nhỏ. Cổ Linh Vương cười lạnh lùng, đáp chẳng lẽ bọn họ dám xem thường trái đất sao? Khi trái đất cường thịnh đã lưu lại uy danh hiển hách, đến hiện tại có được mấy người có thể so sánh. Đường Tuấn cao mày, anh tất nhiên tin tưởng cổ linh vương, nhưng người của quân diệt ma rốt cuộc cũng là đến từ các kinh vực lớn, rất nhiều người có định ý với trái đất, chẳng may anh dùng y thuật bồi dưỡng ra một đám cường giả, sau đó những người này lại đổi mũi nhọn, ra tay với trái đất, đến lúc đó anh có hối hận cũng không kịp. Đường Tuấn nói ra lo lắng của bản thân, cổ linh vương cũng không khỏi nhíu mày nói đây quả thật là vấn đề tôi cũng không có cách nào bảo đảm được chuyện có lợi tất sẽ có chỗ xấu người có thể gia nhập quân diệt ma đều là những thiên tài thuộc các tinh vực lớn nếu cậu có thể để cho bọn họ tin phục điều này có lẽ sẽ có lợi ích rất lớn đối với tương lai của cậu sau này tinh vực bạch hổ và tinh vực huyền vũ rất mạnh trái đất dù sao cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non e là sẽ không đủ sức mạnh để chống lại không thể không nói lời đề nghị của cổ linh vương đã thật sự làm cho đường tuấn động tâm do dự một hồi đường tuấn nói tôi có thể trợ giúp huấn luyện quân diệt ma nhưng tôi sẽ không giao ra y thuật cổ linh vương vui vẻ nói chuyện này là đương nhiên tôi vẫn còn một chút tiếng nói ở quân diệt ma sau hai ngày ở nhà họ mộ cổ linh vương lập tức mang đường tuấn rời đi mộ thanh vốn định cùng rời đi với đường tuấn nhưng cổ linh vương đã nói vài lời khiến mộ thanh quyết định ở lại cổ linh vương nói không lâu nữa ông ta sẽ tiến vào chiến trường Kỳ Nguyên, đến lúc đó ông ta muốn để Mộ Thanh tiếp quản vị trí Cổ Linh Vương. Tuy rằng Mộ Thanh là thần y sư nhưng sức chiến đấu cũng không cao. Mộ Thanh tất nhiên hiểu được, quyết định này là bởi vì Đường Tuấn. Nhưng Mộ Thanh vẫn đồng ý, muốn chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Trên đường, Cổ Linh Vương cười nói với Đường Tuấn, cô gái nhỏ nhà họ Mộ này đối với cậu quả thật không tồi. Cô ấy có lẽ muốn bồi dưỡng ra một thế lực cho cậu chương 3288 viên lâu lan. Phương pháp huấn luyện của bọn họ rất đặc thù. Mỗi người sẽ có một ngọn núi nhỏ cao vài trăm mét ở trên lưng, chạy một cách khốn khổ. Mỗi bước chân dẫm trên mặt đất đều phát ra tiếng vang ầm ầm trầm thấp. Ven đường cũng không bình yên, thỉnh thoảng sẽ lại có khí thức nguy hiểm bùng nổ, nuốt chừng con người. Dưới hoàn cảnh huấn luyện nghiêm khắc như vậy, tỷ lệ tử vong là rất cao, thật sự vô cùng tàn khốc. Nhưng giờ phút này, trên ngọn núi nhỏ cách nơi của các binh lính không xa có vài bóng người đứng thẳng tắp, ánh mắt hờ hững nhìn hết thảy. Cho dù những binh lính kia có lâm vào nguy hiểm, có thể gục xuống bất cứ lúc nào thì bọn họ vẫn thở ơ như cũ. Trong những người này, có một nam một nữ đứng ở phía trước. Người đàn ông ăn mặc đơn bạc, lộ ra da thịt màu đồng rắn chắc, trên người tản ra hơi thở chết chóc. Người phụ nữ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất lạnh lùng, giống như ai thiếu cô ta mấy ngàn vạn linh thạch vậy. Người đàn ông trung niên nhíu mày, có chút không hài lòng, nói: "Bác sĩ Viên, thành quả nghiên cứu lần này của cô cũng không phải là quá tốt." Lúc trước bác sĩ Tô đảm nhiệm vai trò bác sĩ chỉ đạo, tỷ lệ tử vong tân binh của quân diệt ma chỉ tầm khoảng 30%, mà hiện tại dùng phương pháp của cô, cũng dưới hoàn cảnh huấn luyện như vậy nhưng tỷ lệ tử vong lại sắp lên tới 70%, ước chừng đã gấp đôi. Người phụ nữ này vậy nhưng chính là một trong năm vị đại thần y sư của Ngân Hà Trung ương Viên Lâu Lan. Viên Lâu Lan cao mày không vui, nói tướng quân phong, chuyện này không thể trách tôi, chỉ có thể nói đó là do tố chất của những người mới quá kém. Bọn họ không chịu nổi phương pháp khai phá thân thể của tôi, cho nên không thể kích thích được ra bao nhiêu tiềm năng. Hơn nữa, những tên nhóc chết một cách dễ dàng như vậy trong đợt huấn luyện cũng không đáng để bồi dưỡng. Chết thì chết, sinh mệnh ở trong miệng cô ta bé nhỏ đến mức không được xem là gì. Tướng quân phong trao mày càng chặt, nói, bác sĩ viên, theo như mấy người chúng tôi cân nhắc, cô thật sự không có khả năng đảm nhiệm vị trí bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Anh ta vừa mới dứt lời, khuôn mặt lạnh như băng của viên lâu lan lộ ra vẻ khinh thường rõ ràng, nói tôi biết ý định của các ông. Không phải là các ông muốn mời một vị bác sĩ từ thế giới khác đến hướng dẫn sao? Cô ta cười lạnh lùng, nói đừng trách tôi không nhắc nhở các ông đối với việc nghiên cứu khai phá thân thể tu hành giả thầy của tôi là người giỏi nhất trong thời đại này nhưng hiện giờ thầy tôi đã chết mà tôi lại là người kế thừa y thuật của ông ấy cho nên tôi chính là người giỏi nhất cho dù các ông có tìm khắp cả tinh hải cũng tìm không ra được người ưu tú hơn tôi trong phương diện này đừng uổng phí tâm tư nữa đến lúc đó nếu toàn bộ quân diệt ma bởi vậy mà chết sạch các ông cũng đừng nghĩ đến việc tìm tới tôi tướng quân phong nghe vậy thì không kìm nổi giận dữ trong lòng nói ở phương diện này bác sĩ viên quả thật là người giỏi nhất nhưng cũng không nhất định chỉ có cô ông có ý gì ánh mắt sắc bén của viên lâu lan nhìn về phía tướng quân phong tướng quân phong phất phất tay nói không biết bác sĩ viên có nghe qua cái tên đường tuấn này chưa viên lâu lan ngẩn ra khinh thường nói chính là kẻ còn sót lại của trái đất kia sao chẳng lẽ các ông muốn mời anh ta theo như tôi nhớ, anh ta còn không phải thần y sư, đúng chứ? Tướng quân Phong nói, thật trùng hợp, cách đây không lâu, bác sĩ Đường Tuấn đã thành công vượt qua lôi kiếp, hiện tại đã là thần y sư. Cậu ta nắm giữ hai loại y thuật khai phá nhân thể cấp độ nghịch thiên. Tôi nghĩ, so với cô, cậu ta càng thích hợp với vị trí hướng dẫn y thuật của quân diệt ma hơn. Cô chuẩn bị mà bàn giao lại đi. Sắc mặt viên lâu lan khó coi. Điểm tốt của việc trở thành bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma không ít. Lợi ích lớn nhất trong đó chính là bác sĩ chỉ đạo có quyền ưu tiên lựa chọn bảo bối mà quân diệt ma càn quét được khí tiến vào chiến trường kỳ nguyên. Hơn nữa lúc tham gia chiến tranh, bác sĩ chỉ đạo có thể nhận được sự bảo vệ tốt nhất, gần như sẽ không thể chết. Thầy của Cô Tato không du là vị bác sĩ chỉ đạo đầu tiên chết ở chiến trường kỳ nguyên. Trường 3289 tại sao lại như vậy? Tướng Quân Phong cho dù anh ta có là thần y sư, nhưng kinh nghiệm lại không đủ, hơn nữa anh ta còn đến từ trái đất, ông yên tâm để anh ta tới huấn luyện sao? Nếu không như này đi, tướng quân phong, chúng ta đánh cuộc một ván chứ? Trong mắt viên lâu lan khẽ đảo, vẻ mặt châm chọc, nói, nếu đường Tuấn có thể làm tỷ lệ tử vong của binh lính thấp hơn 60%, ông thắng, tôi sẽ đưa cho anh một phần của cuốn y thuật cấp độ nghịch thiên mà thầy để lại cho tôi. Nếu anh ta không làm được, tôi muốn lấy thần văn mà ông lấy được từ chiến trường kỳ nguyên lần này không biết tướng quân phong có dám hay không a à? tướng quân phong suy nghĩ một lát rồi nói vậy đánh cuộc một ván đi hai người vừa nói xong lập tức có binh lính tới thông báo cổ linh vương dẫn theo một bác sĩ họ đường tới đi thôi tướng quân phong là lừa hay là ngựa lát nữa sẽ biết được ngay thôi viên lâu lan nói xong thì xoay người rời đi Cô ta nhìn có vẻ rất tự tin, giống như đã nắm chắc phần thắng. Tướng quân phòng khẽ nhíu mày, nhưng ông ta không hiểu mô tê gì về y thuật, cũng hiểu không rõ, chỉ đành khẽ thở dài, hy vọng quyết định lần này của Cổ Linh Vương là đúng. Ông ta thua một tấm thần văn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc huấn luyện quân diệt ma nhất định phải cải tiến. Đường Tuấn đi theo Cổ Linh Vương tiến vào không gian bí ẩn này. Anh đã thật sự bị nó làm cho kinh ngạc dưới huấn luyện tàn khốc như vậy, sinh mệnh giống như cỏ rác, không đáng một xu. Ánh mắt cổ linh vương trở nên chuyên chú, nghiêm túc nói, nếu đến kiểu huấn luyện này cũng không chống đỡ được, vậy thì lúc tiến vào chiến trường kỳ nguyên chỉ có thể chịu chết. Đường Tuấn nhíu mày nói, nhưng tỷ lệ tử vong thế này cũng quá cao, ước chừng cũng phải đến gần 70%. Cổ Linh Vương thở dài, nói, đây cũng là nguyên nhân tôi tìm đến cậu, Bác sĩ chỉ đạo trước đây của quân diệt ma là Tô Không Du, khi đó tỷ lệ tử vong tuy rằng cũng cao, nhưng chỉ tầm trong khoảng 30%. Nhưng sau khi Tô Không Du chết, vị trí bác sĩ chỉ đạo do Viên Lâu Lan tiếp nhận, tỷ lệ tử vong lập tức tăng mạnh, theo như thống kê mấy ngày hôm trước thì tỷ lệ đã sắp đạt tới 70%. Tại sao lại như vậy? Đường Tuấn khó hiểu. Nếu Viên Lâu Lan đã kế tục Tô Không Du, bản thân cô ta cũng là một vị thần y sư y thuật lẽ ra không thể tranh lệnh lớn đến như vậy. Cổ Linh Vương lạnh lùng nói, tất cả những điều này đều là do viên lâu lan. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập sự hận thù. Trước khi Tô không du chết, anh ấy biết người học trò này không có đủ năng lực, không thể nào kế thừa được hoàn toàn y thuật của mình, cho nên đã quyết định đem y thuật huấn luyện binh lính giao cho quân diệt ma. Nhưng cái người viên lâu lan này lại vô cùng ích kỷ. Cô ta vậy mà đi trước một bước, tiêu hủy điển tịch ghi chép y thuật, khiến chúng tôi không thể không cầu xin cô ta trở thành bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma. Nhưng điều mà tôi Không Du lo lắng không hề sai, năng lực của viên lâu lan quả thật kém hơn rất nhiều. Từ sau khi cô ta tiếp quản quân diệt ma, tỷ lệ tử vong của tân binh lập tức tăng vọt hơn hẳn. chương 3290 thi đấu như thế nào? Dọc đường đi, đường Tuấn cũng biết được thân phận của cổ linh vương ở trong quân diệt ma ông ta vậy mà lại là một vị tướng quân của quân Diệt Ma. Theo như cổ Linh Vương nói, hiện giờ quân Diệt Ma có ba vị tướng quân, ngoại trừ ông ta thì còn có một vị khác đang chinh chiến ở chiến trường Kỳ Nguyên và một vị khác đang chấn giữ quân Diệt Ma. Cổ Linh Vương dẫn đường Tuấn tiến vào bên trong một đại sảnh của thành lũy chiến tranh. Trong đại sảnh, đã có một ít người đang đợi sẵn ở đó. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên có thâm hình vạm vỡ, còn lại mấy vị bên dưới đều thuộc cảnh giới thần quân. Đường Tuấn vừa tiến vào đại sảnh đã lập tức cảm ứng được một cỗ địch ý mãnh liệt. Theo cảm ứng, anh nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt lạnh lùng. Đường Tuấn hiểu ra, có lẽ cô ta chính là Viên Lâu Lan. Hai người vừa mới tiến vào, Viên Lâu Lan lạnh lùng mở miệng, giọng điệu dạy dỗ cổ linh vương, hóa ra là ông. Cái lão già chết tiệt nhà ông không ở thế giới cổ linh dưỡng thương, chạy tới đây làm cái gì? cái tên quỷ nhỏ bên cạnh là học trò của ông sao? Anh ta có tư cách gì mà tiến vào, còn không mau cút ra ngoài. Viên lâu lan rõ ràng đã đoán ra thân phận đường Tuấn nhưng vẫn nói ra những lời như vậy, hiển nhiên cô ta đang muốn lợi dụng cơ hội để sỉ nhục đường Tuấn một phen trước. Sắc mặt cổ linh vương lạnh lùng, nói, viên lâu lan, vết thương của tôi đã khỏi. Lúc nói chuyện, thân hình của ông ta dao động, một luồng sức mạnh khí huyết hùng hồn sông thẳng lên trời cao mọi người trong đại sảnh đều thay đổi vẻ mặt, sau đó là lũ lượt đi chúc mừng. Viên Lâu Lan vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn cổ Linh Vương. Cổ Linh Vương từng đi tìm Tô Không Du, cho nên cô ta cũng có hiểu biết nhất định về thương thế của cổ Linh Vương. Bị thời gian căn nguyên chi lực gây thương tích, đến Tô Không Du cũng phải bó tay. Cậu ấy là bác sĩ Đường Tuấn, là bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma mà tôi đề cử lần này. Cậu ấy sẽ tiếp nhận công tác của cô giọng nói của cổ linh vương như chuông lớn, nói chuyện không hề khách khí. Tiếp nhận công tác của tôi, nói mà không biết ngượng mồm. Viên lâu lan khinh thường liếc nhìn đường Tuấn, nói, một thần y sư mới thăng cấp còn con cũng muốn tới đoạt bát cơm của tôi. Đúng là không có phép tắc, hơn nữa, người này còn là kẻ sót lại của trái đất, các ông dám dùng anh ta sao? Lời của viên lâu lan làm không ít người trong sân đều thay đổi sắc mặt. Tướng quân Phong ngồi ở vị trí chủ tọa đưa tay ra hiệu im lặng, nói: "Năm đó, lúc Quân Diệt Ma thành lập cũng có bác sĩ của trái đất tới làm bác sĩ chỉ đạo. Nếu đã gia nhập Quân Diệt Ma thì nên tạm thời vứt bỏ mọi thành kiến." Anh ta nhìn về phía Cổ Linh Vương, nói: "Vừa rồi tôi đã thương lượng xong với bác sĩ Viên. Để bác sĩ đường thi đấu với cô ta, người nào có thể thắng thì người đó chính là bác sĩ chỉ đạo của Quân Diệt Ma." "Thi đấu như thế nào?" Cổ Linh Vương hỏi viên lâu lan nói rất đơn giản chọn lựa ba người trong đám binh lính mới gia nhập lần lượt tiến hành khai phá thân thể cho bọn họ nửa tháng sau để ba người đó tiến hành thi đấu với nhau cổ linh vương nói bác sĩ đường cảm thấy thế nào đường tuấn gật đầu nói có thể viên lâu lan vung tay lên nói vậy được bây giờ chúng ta lập tức đi tuyển người đám người lại đi vào căn cứ huấn luyện bên ngoài một lần nữa Hết tập 176.